Bóng đá chuyển nhượng, Arsenal và Manchester City chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp Anh, MU giới thiệu tân binh Haaland. Mùa giải năm 2022 đến năm 2023 chứng kiến Arsenal có tới 248 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, nhưng những cú sải chân đáng tiếc giai đoạn cuối khiến họ bị chính Manchester City vượt mặt để đăng quang ngôi vô địch. Chuẩn bị cho mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Arsenal chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng và trận đấu mở màn mùa giải mới, pháo thủ lại gặp chính Manchester City trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra lúc 22 giờ tối 6 tháng 8. Manchester City đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội so với Arsenal khi toàn thắng 8 trận gần nhất. Nếu tính xa hơn, Manchester City thắng tới 15 và chỉ thua 1 ở 16 trận đối đầu gần nhất với Arsenal. Theo Athletic, Manchester City phải trả cho Leipzig 90 triệu euro, 99 triệu đô la Mỹ, phí chuyển nhượng của Xavier Dion, biến anh trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai lịch sử sau Harry Maguire, 102 triệu đô la Mỹ. Xavier Dion đã ký hợp đồng 5 năm với Manchester City, có hiệu lực tới hè 2028. Xavier Dion sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002 tại Zagreb, trưởng thành cùng câu lạc bộ quê nhà Dinamo, trở thành trụ cột câu lạc bộ ở tuổi 18. Anh lọt vào mắt xanh của Leipzig và được câu lạc bộ này chiêu mộ với phí chuyển nhượng 21 triệu đô la Mỹ. Trung vệ cao 1,85m chơi nổi bật ở Bundesliga, nhưng giá trị của anh tăng vọt nhờ màn trình diễn tại World Cup 2022 cùng Croatia. Xavier Dion được coi là trung vệ hay nhất giải, dù bị Lionel Messi qua mặt tại bán kết. Anh vào đội hình tiêu biểu thế giới năm 2022 do IFFS bình chọn. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Haaland gặp chấn thương nhỏ trước mùa giải với Atalanta, không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian để đạt được thể lực đầy đủ. Haaland được ví là Haaland mới, được khán giả sân Old Trafford chào đón khi anh chính thức được MU giới thiệu trước trận giao hữu thắng ngược Len 3-1 mới đây. Chia sẻ về một trong những tân binh promising nhất của đội, fan hâm mộ của Manchester United đang háo hức chờ đợi Haaland ra sân thi đấu trong màu áo mới. Bóng đá chuyển nhượng, Chelsea chiêu mộ thành công thủ môn Robert Sanchez, Messi ăn mừng kiểu siêu anh hùng, Guardiola cảnh báo Barcelona về Bernardo Silva. Chelsea vừa ra thông báo về việc chiêu mộ thành công thủ môn Robert Sanchez của Brighton với giá 25 triệu bảng Anh. Thủ môn người Tây Ban Nha gắn bó với The Blue theo bản hợp đồng có thời hạn lên tới 7 năm. Mức lương và số áo của Sanchez ở Chelsea chưa được hé lộ. Thủ môn 25 tuổi là sự lựa chọn thay thế cho Edouard Mendy, người vừa gia nhập câu lạc bộ Anali với giá 16 triệu bảng Anh cách đây không lâu. Tại Chelsea, Robert Sanchez sẽ phải cạnh tranh vị trí chính thức với người đồng hương Kepa Arrizabalaga. Sanchez chính là tân binh thứ 7 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 sau Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Angelo, Diego Moreira, Leslie Ugochukwu và Edson Dzeko. Sau khi Messi ghi bàn thắng mới đây, anh đã ăn mừng bằng cách khoanh tay trước ngực. Lý giải về hành động trên, vợ của Messi là Antonella Roccazzo chia sẻ trên trang cá nhân The Asgard a Wakanda, có nghĩa là từ Asgard đến Wakanda. Điều này liên quan đến loạt phim siêu anh hùng Marvel Black Panther, có sự góp mặt của cố diễn viên Chadwick Boseman. Trong cả hai phần phim, các nhân vật chính thực hiện cùng một hành động giống như màn ăn mừng bàn thắng vừa qua của Messi. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City cảnh báo câu lạc bộ cũ Barcelona hãy đưa ra lời đề nghị thích hợp nếu họ muốn ký hợp đồng với Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rất muốn rời Manchester City để gia nhập Barcelona, nhưng họ vẫn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City khẳng định ông sẽ không cản đường Silva nếu tiền vệ 28 tuổi muốn ra đi. Manchester City muốn thu về 80 triệu bảng Anh từ thương vụ này. Một năm sau thương vụ thành công Casemiro, MU vẫn chưa có động thái chuyển nhượng mới nào đáng chú ý.